Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là vườn cây cảnh nghệ thuật của anh Hùng ở Ninh Hiệp thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Hôm nay tôi lại qua nhà anh Hùng chơi, làm một cái video gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn. Khu này rất là đẹp nha quý vị nhé. Ở ngay cái khu gọi là giãn dân ở xã Ninh Hiệp. Rồi, vào chủ đề luôn cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Vừa rồi anh Hùng gửi qua Zalo cho các anh em trong nhóm thấy rất là nhiều cây mới. Bác Hùng mua được cái bể này không biết ở đâu đây. 1943. Đây quý vị và các bạn. Đây có chữ MMM, không biết là nghệ nhân nào điêu khắc lại. Đó, thấy chữ MM chưa quý vị? Đây bên này, chữ 4, số 43 này. 1 chiếc bể cổ, anh ấy đang thả súng. Bên này cũng vậy. Giới thiệu với quý vị, đây là một cây xanh Nam Điền, anh ấy trồng trên một cái bể đá. Bể đá này, bể đá mới này. Anh Hùng này rất là nhiều cây già quý vị ạ. Sao cây dạo này nhìn đanh thế nhỉ anh Hùng nhỉ? Đấy quý vị và các bạn thấy không? Nhìn cây rất là sắt nhé. Anh Hùng toàn chơi xanh Nam Điền. Cây nhìn như đại tướng ấy nhờ anh nhờ. Mua cây này ở đâu đây anh Hùng ạ? Mua Đông Anh. À, thế mua ở chỗ nhà gì nhỉ? Cường. Cái bể, cường. Bể đá này mua ở đâu anh Hùng? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là xi măng. Xi măng. Xi măng ạ? Ôi, nhìn từ xa như bể đá. Giả đá. Giả đá, tôi nhìn khéo phết nhỉ. Đang tìm cái bể 40, tìm 40, thế thì phải tìm cái đồ thật cho vào cây này mới xứng đáng. Nhìn giả cũng nhìn hợp hết nhỉ anh Duyên nhỉ? Đúng không? Làm giỏi. Đây. Alo. Nhìn hợp. Chồng cũng ác đấy nhỉ anh nhỉ? Nhìn ác nhỉ? Cây này sau này lên cây cũng chiến, chinh chiến cũng... Nhìn phê phết đấy anh Hùng ạ. Okay. Đẹp đấy. Xứng đáng như cây nhìn này.
trông cũng mịn màng phết đấy anh Hùng ạ. Gấu ơi. Chụp đăng lên nhóm. Anh chưa, anh Hùng chụp cây này đưa lên nhóm chưa nhỉ? Chưa. Vẫn giấu hàng à? Sao lần trước chụp cái nào, à lần trước chụp cái kia. Cây này ngày trước hình như cũng cắt cành ra trồng ấy. Đúng không? Đúng. Dạ. Đẹp đấy, cây này đẹp đấy anh Hùng ạ. Đấy, quý vị ngắm từ nãy giờ nhìn phê nhỉ. Đẹp, lực lưỡng luôn. Bác nào bác ấy làm cái bể giả đá nhìn rất là hợp form cây này. Lâu lâu rồi không lên vườn anh Hùng, không lên vườn anh Hùng quay này, nhiều cây đẹp. Nó đang đắng này không lắp rồi. Cái này anh ấy đang làm quý vị ạ. Đây cái xi trồng trong cái bể đá ấy, quý vị nhé. Trồng trên một cái bể xi măng. Trồng trên bể xi măng thả nước nữa. Cây si bonsai rất là già. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy anh ấy bài trí nhìn rất là hợp lý. Phía sau kia thì hầu như là các cây anh ấy đang cũng vừa chơi vừa nuôi thôi, nên là tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn những cây nào mà nó gọi là lên cây rồi, anh ấy chơi rồi, quay cho quý vị và các bạn ngắm. Anh Hùng này chơi hầu như là 90% là đều xanh Nam Điền quý vị ạ. Cây rất là già. Một sân chơi phải nói là quá lý tưởng quý vị ạ. Để xem các cái này ra được chưa, tầm tầm này đi chơi được chưa. Đây cái cây lúc nãy mà tôi quay mặt trước nó anh ấy đang làm nó hơi bị diêm rúa, mà mặt sau đây quý vị và các bạn có thể thấy cây giả ấy. Đây cái xi mặt sau này quý vị này. Dãy bên kia cũng nhiều cây đẹp lắm quý vị ạ. Lát nữa tôi thấy chỗ anh Hùng với cả anh Duyên đang đứng kìa.
lát tôi về đằng đấy tôi làm một cái video khu đằng đấy cho quý vị và các bạn ngắm. Lâu lâu không lên mà nhìn cây khác thật. Đây tôi quay cho quý vị và các bạn cái cây phôi. Đây cây phôi bên trong này. Quý vị thấy không? Rất là già nhé. Xanh Nam Điền thì cái vết thu này nó cũng nhanh múp, nhanh liền lắm quý vị ạ. Chỉ khoảng 2 năm thôi là có thể là nó co vào 2/3 chỗ vết đấy luôn quý vị. Đây quý vị và các bạn có thể thấy những cái vết này múp, co nhanh lắm. Anh Hùng này toàn chơi cây dòng gọi là bonsai nhỏ, bonsai 1-2 người B đấy. Cây này đẹp quá quý vị ạ. Tôi về mặt này tôi quay cho quý vị và các bạn ngắm nhé. Quý vị và các bạn mà có thích ưng cây nào muốn giao lưu thì alo anh Hiệp, alo anh Hùng, tôi xin lỗi. Số điện thoại tôi sẽ ghim ở dưới cái phần tiêu đề của video ạ. Một cốt phôi xanh Nam Điền rất đẹp. Đây quý vị và các bạn có thể ngắm cây này già chưa, nhỏ nhưng mà già lắm, kiểu dạng một cây cổ thụ thu nhỏ trong chậu ấy, quá già luôn. Đây giới thiệu với quý vị. Đây là một cây xanh quê này. Một cây xanh quê lùn lực, rụt rịt. Đấy quý vị thấy không? Cả đi cả vườn mới thấy được 1 đến 2 cây xanh quê. Mà cây xanh quê cũng rất là đẹp nha quý vị nhé. Một cây xanh quê dáng lạng. Quay mặt sau là quý vị lắm. Rồi, tôi sẽ về đầu bên kia tôi quay cho quý vị và các bạn ngắm những cái cây ở mặt đằng kia. Được không quý vị? Những cây bonsai lùn lực rất là đẹp. Đều những cây phôi thôi mà rất là già.
tương lai triển vọng.